thương nè, thương nè, không thương nè, thương nè, không thương, thương nè, không thương nè, thương nè. Vậy là không thương hả? Nỡ không thương em vậy? Không được, thử thêm một lần nữa, một lần nữa. Xem lại hỏi qua làm gì? Thì ra đây hồi nào vậy? Nãy giờ thầy có nghe gì không? Em nói lớn như vậy, tôi không muốn nghe cũng không được. Vậy là thầy nghe hết luôn rồi hả? Phải, nghe rõ từng chữ một. Qua chỉ là vật vô tri thôi, làm sao mà có thể hiểu được nỗi lòng của tôi. Vậy em có muốn biết tôi đang nghĩ gì không? Đây là câu trả lời của tôi. Em hiểu chưa? Nếu em chưa hiểu, tôi sẽ lặp lại một lần nữa nha. Em không cần bịt mắt anh, anh biết chắc đó là em. Sao thầy biết là em vậy? Nghe mùi nước hoa thôi là anh biết rồi. Nè, giờ còn kêu thầy nữa sao? Không kêu là thầy, chứ kêu là gì? Phải gọi bằng anh chứ. Thôi, kêu là anh kỳ lắm, không kêu đâu. Không kêu thì phạt ráng chịu à. Thầy dám phạt em sao? Dám sao không? Cái chuyện gì cũng vậy, lúc nào cũng ào ào nóng như lửa đốt vậy. Cái gì mà từ từ nói. Bây giờ nói mà nghe nè, nói cái vụ gì mà ai quăng mắm vô nhà mình rồi bây giờ xình ương lên là chuyện gì? Nè, mà nè, Thủy đâu đại ông? Nó ra đằng sau giường, nó hái me, nó ngào đường, nó ăn. Trời, nó thèm. Trời ơi, nó thèm chua rồi sao? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, bà làm gì như kinh phong nhật bà vậy? Con gái đứa nào nó không thèm mà sồi me cá bổi. Ôi ơi, ông không hiểu gì hết á. Nè, ông có thấy nó có gì khác lạ không? Sao bà tối ngày cứ nghĩ xấu gì con gái mình hoài vậy? Trời ơi, tôi không có nghĩ xấu gì nó. Mà tôi thấy chính mắt tôi thấy rằng ràng rồi đó. Thấy không? Tôi đặt điều nó xấu con mình làm gì? Rồi bây giờ bà tính sao? Cái vụ mà mình tung tin mua đất để mà cưới chồng cho ông Thúy đó, ông làm đến đâu rồi? Bà chờ tôi chút. Bà coi đi. Ôi trời, cái gì mà hàng hàng lớp lớp dữ vậy ông? Trời ơi, cứ coi đi, bà hỏi tôi hoài. Rồi được rồi, từ từ để tôi coi. Đâu, danh sách hỏi cưới con Thúy. Ôi, ví dụ này tôi thích nè. À, cậu Năm Lùng,
con ông cả càng long. Cậu ba, ba lu, con hội đồng dư. Ông sáu ngu, con chủ hãng sơn tàu. Ôi trời ơi, ôi ôi, toàn là con út với con cả không à. Gia đình danh giá không đó ông. Ôi trời ơi. Dạ, thưa ông bà, tôi mới tới. Tôi gửi biếu ông bà một hộp trà thượng hạng để uống lấy thảo. Cảm ơn thầy. Nhà tôi trà thượng hạng nhiều lắm, uống không hết. Thầy đem về đi, tôi không dám nhận đâu. Dạ, thưa ông bà, hôm nay tôi đến đây, tôi muốn xin trình với ông bà một chuyện. Thầy có chuyện gì, thầy cứ nói đi. Dạ, thưa ông bà, xin phép cho tôi dạy hết tuần này. Tôi nghĩ mẹ thầy lại trở bệnh nữa hả? Dạ, thưa không. Tôi nghĩ vậy để tập trung thi chánh ngạch, rồi ra làm thông ngôn, để sau này đi theo con đường quan chức. Thầy không có tiền, thì đến khi nào thầy mới leo lên được quan lộ cho bằng người ta? Dạ thưa má, ảnh không có nhiều tiền, nhưng mà con có, con có thể lo được cho ảnh. Dạ lại, của hồi môn ba má cho con thì con có quyền xài, miễn là con xài đúng chỗ. Lấy tiền cho trai mà nói là xài đúng chỗ hả? Dạ thưa má, ảnh là người con thương, sớm muộn gì anh cũng sẽ là chồng của con. Con lo cho chồng của con làm quan cho bằng người ta, cũng là đang lo cho chính cuộc sống của con sau này mà má. Má cấm con lấy tiền của ba má làm ba cái chuyện tào lao đó. Bao nhiêu đứa bên ngoài kia kìa, muốn đăng hộ đối xếp hàng dài dài để mà xin cưới con. Vậy mà con hả, đem tiền đi lo cho cái kẻ khố rách áo ôm này sao? Thưa bà, tôi không phải là kẻ khố rách áo ôm như bà nói. Ủa, tôi đang dạy con gái tôi, bộ con có tịch thì sao mà rực rịch vậy hả? Má à, má đừng nghĩ má nói như vậy sẽ làm cho tụi con nản lòng. Tụi con đã hứa với nhau là sẽ quyết bảo vệ tình yêu của mình. Con dám nói với má những câu như vậy trước mặt người ta hay sao hả? Con xin lỗi ba má. Nãy giờ con vô tình nghe được câu chuyện của ba má nói về chuyện của con và thầy Lưu Phan. Ba má làm như vậy là vì ba má chỉ thương con thôi. Ba má không cần phải lo, chuyện tương lai của con, con có thể tự quyết định được. Bây giờ con cũng chưa có ý định kết hôn, nhưng nếu con lấy chồng, con sẽ lấy người mình thương. Con tuyệt đối không nghe theo sự sắp xếp của ba má. Con... dạy con những lời như vậy hay sao hả? Anh không có dạy gì con hết, nhưng mà buổi tân thời này ai cũng biết mà má, phải yêu nhau thì mới cưới nhau được, thì mới có thể sống đời với nhau. Thời buổi bây giờ, quan điểm ba má đặt đâu con người đó nó lỗi thời rồi. Lỗi thời thì ở đâu thì không biết, nhưng mà trong gia đình này dây ra thì phải giữ lệ. Ba đã chọn ngày tốt rồi, chỉ chờ ngày đám cưới của tôi. Con nhất quyết không hơn. Ba cấm con, không được nói nữa. Chuyện gì má cũng có thể bỏ qua cho con, nhưng mà chuyện này áo mặc sao qua khỏi đâu hả con? Dạ, xin phép ông bà, tôi về.